Bà nhỏ này là bà lớn này đúng không? Bé này chị đau được hơn bé kia. Ồ. Bé này chị đau cũng không được. Nói chung hai bé bé mua chị đau cũng không được hết. Mà bé kia là gồng, gồng xong rồi khóc dễ sợ. Bé này mấy hộp này? Chị? Hai. Anh đi luôn đó hả? Em mô tô à? Nên ra anh không bỏ mấy cái đồ nó vô để anh bỏ đồ cho anh chạy dáng sướng à. Đeo cái hộp vô xí chứ mấy. Anh ơi, anh phải gọi điện trước chứ. Ờ, mà răng bên chỗ nó đám cưới mà bên gậy gõ mỏ hả? Ông nào thì con na cũng thiếu nè na mà. Ủa mà rắn đi đi chích người chứ mà giờ trời chưa chích đúng vậy ta, chưa xong luôn ta chi mà lâu vậy đó. Ủa anh chích mũi ba à? Mũi ba nữa. Mũi ba luôn à? Mà đang chích sớm ta. Tiêm gì mà lộn xộn đó trời. Mụn nó cũng nhỏ rồi. Kiểu răng không ra cái cầu. Đà Nẵng mình ca nhiều dễ sợ.
mà có hai người bị mà biến chủng mới gì đó. À, như đó. Tùy cơ thể mọi người. Bởi có người họ đi củi là vì thế đó. Vì tùy người cơ thể của họ có đề kháng chống lại nó thì nó sinh ra kháng thể á, tùy cơ thể. Kể chi ra mày đây. Nên là đụng vô là bị sưng. Đóng cửa mà vẫn còn nghe thế luôn à. Chị thì chị ghét nghe đó. Không, ở bên đây nè. Bên đây nè. Trước mà. Thấy đám cưới mà răng có thần kinh rồi không biết. Nhà đối diện nhà đám cưới gì đó. Đau quá hả? Mà đang chuẩn bị đi Phú Quốc chơi. Sướng trời hay mà ở đây. Nếu mà được thì tầm mấy ngày nữa đi. Ủa? Cho mua vé chưa mà nhanh đấy. Thích đi thôi với vé biết chứ. Mình quay mắt lên. Thầy kiểu thầy có sẵn sẵn răng rã là sẽ đặt trước đó kìa. Tết đi tiếp. Tết đi Hà Giang. Nhưng mà nói chung là định rất thâu. Nhưng mà để coi thử con có người ba mà làm đi. Người đây nè. Vui này cũng có đẹp lắm nha mà đó. Đi là thôi đã lắm. Chơi có mấy công viên nước đồ này kia rồi. Nhưng mà ý là chị sợ khoa tay. Phú Quốc ít ca nữa. Đà Nẵng mình đang ái chị sợ ha. Chị nay là chị kêu thôi đừng ra. Nó cầm lỡ cái chị mệt. Trùng mất cái tám nè. Họ càng hái cho đi nữa chứ. Cái này đi chưa? Nói như đúng rầu đó cái này. Không, bạn đi đâu cái Phú Quốc chơi sướng. Lo càng cho đi mấy đứa ai đi về một cái Phú Quốc chơi sướng cho á. Mà lo chưa đi nữa nên là cũng thèm đi thôi. Nhưng mà đi sợ về nó nám da quá. Biết thì đang da đang mỏng nè. Tết này mình đang đi đó, nhưng mà đang định đi đó. Ngày nó đi, ngày nó đi rồi có người bao từ A tới Giấy mình đi. Nhưng mà do là mình đang không biết là khoa tay đồ răng đây nè, chẳng ai đi biết. Chẳng đi sợ mình mệt thêm á. Ở gần gần đây thì cho đi được. Chứ còn ở xa thôi, để dẫn ở nhà Hồng Phượng. Nó nấu thêm phần cho nó chưa? Thêm phần cho ai mà? Cho... Hồ tay à? Hồ tay với bí đỏ luôn chứ. Yên xí lại nấu, thêm cơm với con tay bí đỏ. Nấu 4 chén đó.
Tại vì Hồng Phượng đang đám cưới rồi kìa. Ừ.